Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Xin cảm ơn quý khán giả và tiếp tục chiếc bằng tầng của SPTN. Nhân nói về chuyện kinh tế thì thưa quý vị thì sáng ngày hôm nay một cái tin không có vui tí nào cho cái mà chúng ta gọi là nợ quốc gia trong vòng 2 năm vừa qua đã tăng lên một mức kỷ lục và mức kỷ lục đó bao nhiêu thưa anh Vâng thưa quý vị, ngày hôm qua Bộ Tài chính uh, hiện lên cái số tiền nợ quốc gia như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đã vượt qua 22.000 tỷ đô la tiền nợ. 22.000 tỷ chính xác đó là 22.000 0.12.000 tỷ. 22.000 tỷ và bao nhiêu? Một và 12 tỷ đúng không? Là 12 tỷ. Vâng. 22.000 tỷ và 12 tỷ và như vậy chỉ trong tháng vừa rồi, tháng này thôi đó là đã tăng thêm hơn 30 tỷ đô la tiền nợ và các nhà phân tích cho biết đây là cái mức mà tăng à, nợ quốc gia tăng nhanh nhất kể từ khi tổng thống Donald Trump và quốc hội Mỹ thông qua cái luật thuế giảm thuế 1.500 tỷ đô la cách đây hơn một năm cũng như là vì cái chuyện mà quốc hội gia tăng chi tiêu cho các chương trình nội địa và các chương trình về quốc phòng và như vậy là trong 11 tháng qua Mỹ nợ thêm 1.000 tỷ thêm 1.000 tỷ trong 11 tháng thì người ta dự trù là cứ một năm như ở mức độ này cho mỗi năm Mỹ sẽ nợ thêm 1.000 tỷ đôla à, thì bây giờ là 22.000 tỷ um, Theo một cái người mở một cái tổ chức gọi là Peter Foundation một tổ chức không đảng phái uh, nghiên cứu về vấn đề nợ thì cho biết như sau đối với người Mỹ cái chuyện nợ là một cái điều đáng quan tâm nợ lớn như thế này yeah. bởi vì mai mốt chắc chắn là sẽ bị uh, cái gì phân lời tức là thuế uh, cái cái uh, lãi suất đó nó sẽ tăng đối với uh, người doanh nghiệp và ngay cả với uh, cái người tiêu dùng và khi mà lãi suất nó tăng như vậy nó phân lợi tăng như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng nền kinh tế nó làm ảnh hưởng luôn cả cái vận vợ nợ vay địa ốc của quý vị rồi uh, tiền mà uh, mua bán uh, mà vay vốn làm ăn vân vân và ảnh hưởng các cái món nợ khác và cái nguyên nhân vì sao mà nợ như thế này tăng cao thì người ta cho biết là những cái yếu tố thứ nhất là dân Mỹ ngày càng sống thọ hơn à, giống như ông Nhật à. ngày xưa là Mỹ là 65 tuổi bị hưu, người ta dự trù. 5 năm là tách thở, là 70. Nhưng bây giờ là nhiều quá. Bây giờ là... Quý vị biết 80 là... vẫn còn trẻ. 80 vẫn <laughs> còn trẻ. Nó, trẻ thì không trẻ. À. Nói trẻ chưa đủ. 80 vẫn lấy vợ được. À. Vẫn lập gia đình được. Cái đó mà ngon. Nó trẻ nó đổ bỏ. À. Rồi. Thì cái này, cái này đó... tôi phải hỏi bác Chiêu Ti. <laughs> <laughs> nghĩa là... Nghĩa là dân số, uh, coi như tuổi tuổi thọ tăng nè. Nghe không? Rồi chi phí cho y tế tăng. Nghe không? rồi tiền mà lời á tiền lời mà trả cho nợ quốc gia cũng tăng luôn bởi vì chúng ta nợ càng nhiều cái tiền lời nó càng nhiều đúng không ví dụ nợ một tỷ thì một tháng trả ví dụ như chạy con trăm bây giờ nợ hai hai tỷ tháng trả trả hai ngàn hai là đại khái như thế là cái tiền lời phải trả tăng nè rồi cộng với à cái này mới quan trọng là cái luật thuế mà chúng tôi đã nói nhiều lần là, là thay vì cái thuế trong một ngàn tỷ đó bớt thuế cho người ta thì người ta cầm một ngàn tỷ đó bỏ túi thì đáng lý là người ta phải đem ra người ta mua bán người ta phải đầu tư để tạo việc làm nhưng mà mấy ông này không à cái số tiền mà mấy ông dùng mấy ông cất đi hoặc là tất nhiên không cất hết một số cũng có đầu tư nhưng mà người ta ít mất người ta hy vọng á ít nhất anh phải bỏ ra một nửa hoặc là hơn một nửa để đầu tư để tạo con việc làm nhưng mà các ông chủ hãng ấy, khi mà được giảm cái này công dùng của ông đi mua cổ phiếu <laughs> và trả dividend đó tiền lời đó hôm trước tôi nói quý vị là trong năm vừa rồi là họ trả một ngàn tỷ phải không anh một ngàn tỷ họ tung ra ngàn tỷ để họ trả cái đó thành ra nó làm cho thay vì cái tiền giảm thuế đó là kích thích kinh tế thì lại không kích thích đúng như người ta mong muốn và trên chương trình này có một lần tôi hỏi anh Long về cái chuyện gọi là cái gì Mà multiplication phải không dạ đó ừ. tức là khi quý vị chi một đồng ra đó cái người cái người kia đó họ thua được bao nhiêu họ có lời và với là cứ, cứ, sau khi họ trừ chi phí họ 90 sen họ lợi được 10 sen đúng không Cái 90 sen đó là họ lại mua hàng của một người khác thì người đó lại là nó cái nhân 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 ở trong xã hội mà cái này nó không nhân ra thì là nó kẹt thì đó là theo người ta nói là những nguyên nhân làm cho nước mỹ nó bị nợ là như vậy nhưng mà cũng đừng có lo quá <laughs> chúng ta không phải trả đời con ông long đời con tôi trả cháu ông long cháu tôi trả à, chúng ta không phải trả và cái điểm thứ hai nữa chúng ta phải nhớ cái thế này và nên nhớ cho tất cả mọi nơi trên thế giới Từ cổ trí kim và cho đến mãi mãi luôn Đừng có thấy nợ mà sợ Ông Long nợ nhiều Điều đó có nghĩa là ông có khả năng trả nợ Người ta mới cho ông vay nợ Nhớ như thế nhá có nhiều người bảo u nước mỹ nợ nhiều quá mà tính là một đầu người mấy chục ngàn đô la lo sợ đừng có lo Nói, chứ ông Dũng là bây giờ thèm đi mượn nợ ngân hàng nó không cho vì nó bảo ông Dũng không có khả năng chi trả hoặc từng quyết nợ ta xù nợ ta thấy không thì tại nhìn tôi thấy ồ, ông long là nợ như chú trộn nhưng thật ra ông long ngon hơn ông dũng ông dũng không nợ đồng nào tại ông dũng đi vay không vay cho vay hết đúng không anh tôi nói vậy đúng không ờ, đúng một phần tôi dạ. Thì đang nghĩ đến chuyện không những là có khả năng vay nợ mà tôi cũng có khả năng dịch nợ nữa thưa quý vị thì đúng không? nếu năng mà cái, dịch, cái, nợ, khả, khả năng nếu, dịch nợ khả, nếu, nếu mà anh có khả năng dịch anh, nợ thì làm sao tôi cho anh vay làm anh sao tôi không, tôi cho anh không, anh vay không, không đương nhiên tôi, bắt đầu tôi có uy tín nhưng mà à. tới lúc nào đó anh có dám đòi nợ tôi không đó là một cái chuyện khác nữa không, nhưng mà chúng ta khoan đi sang chuyện vâng. đó trong cái chuyện mà 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 nợ nần đó thưa quý vị có một cái chuyện mà anh Dũng hôm nay có nói rằng là con cháu chúng ta trả thì cá nhân chúng tôi chúng tôi nghĩ rằng nhiều khi chúng ta trả tại, tại thưa sao thưa Xin rồi. anh cho biết thưa quý vị ngân sách của Hoa Kỳ tôi tạm dùng nó chỉ là một cái miếng bánh cỡ này thôi à. khi mà nợ quốc gia nó tăng lên có nghĩa là mỗi năm anh phải trả tiền lời Đúng rồi, anh không lời. trả thì toàn bộ nó sụp ừ. thì trong cái khúc bánh này là mỗi năm cái phần mà tiền lời anh trả nó càng lúc càng phình càng lúc nó càng phình và một cái phình mà lúc nào nó không, cũng không bao giờ ngừng đó là chi phí quân sự hai cái nó phình cùng một lúc thì tất cả các chương trình Medicaid, Medicare, tất gì, tiền già, tiền trẻ gì đó tất cả hiểu. mọi thứ ảnh hưởng rồi cái tiền chúng ta đi về già cũng chẳng còn cái gì luôn ừ. thì nếu với khoản tiền nợ nên tiếp tục nó tăng thì vậy đó là cái vấn đề chúng ta nên suy nghĩ nhưng mà nói về cái vấn đề về chính trị Hoa Kỳ thì có một cái câu chuyện chúng tôi đưa đến quý vị là ngày hôm qua tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn đi ra điều trần với trước Ủy ban Quân vụ Quốc hội đó là cuộc uh, đó hỏi, là Ủy ban Quân vụ Thụy Viên Ủy ban Quân vụ viện. Viên vị Tư lệnh này là Đại à, tướng Robert Abrams ông lên ông điều trần và ông nói rằng cho đến bây giờ bên phía Bắc Hàn các tiềm năng và khả năng sức mạnh quân sự của Bắc Hàn cho đến sau bây giờ không có thay đổi sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un và đối với ông, ông nhận định rằng không có cái chứng cứ nào cho thấy Bắc Hàn muốn từ bỏ chương trình chương trình nguyên tử. Thì hai những gì mà ông ra trình bày trước Ủy ban quân vụ của Thượng viện thì lại cho thấy là mâu thuẫn với những gì Tổng thống Donald Trump nói à, khi mà sau cuộc họp thượng đỉnh ở Singapore tháng 6 tháng 6 năm năm ngoái rằng là Bắc Hàn coi như là bây giờ chúng ta yên tâm về cái chuyện mà nguyên tử Bắc Hàn nhưng đây là tiếng nói của vị đương kim tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn về điều trần trước quốc hội và không biết rằng là ông này có phải bị trở bị là một cái thuyết rằng đi về trường đi học lại hay không giống như các nhà lãnh đạo tình báo thì trong cái chuyện này thưa anh Dũng, anh Dũng nghĩ sao bên phía tình báo cũng đánh giá giống như À, vị tướng quân sự ngay tại chiến trường đánh giá và hai những ý kiến đánh giá này hoàn toàn trái ngược với những gì tổng thống Donald Trump nói. Xin thưa với anh luôn. Vâng, con thùng rác. Ông đem cốt Giám đốc tình báo quốc gia từng là một thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ tiểu bang Indiana và ông từng ngồi trong ủy ban tình báo lâu năm. Ông tướng này là nghĩa địa gì? Không những đi học lại mà phải trở về để hỏi lại ông Đỗ Dũng. Vì ông Đỗ Dũng nói sao với ông? ra điều trần phí thời giờ. Tôi mà còn biết, anh còn biết nữa mà lời nào mà bác Khan bỏ chính trị nguyên tử, ai cũng biết hết. Nhưng mà ông trâm cũng không phải nhắm tới cái đó. Thành thử ra mấy ông này điều trần vô ích, cả thế giới người ta cũng biết. Làm sao đời nào mà đó là vũ khí duy nhất của chúng tôi mà làm sao chúng tôi bỏ? Trước khi mà ông Kim Jong Un người ta đều nói nhá, tất cả mọi người đều nói trước khi ông Kim Jong Un mà hủy bỏ chương trình nguyên tử á, đầu tiên phải tự tử trước đã, ông phải tự bắn vào đầu ông đã, bởi vì đây nó không phải chỉ là vấn đề gọi là trong thuật ngữ ngoại giao nó gọi là deterrent tức là phải có đồ chơi để người ta không có không tấn công mình, nên nó nó không phải là tiên hạ thủ vi cường nhưng mà nó ná ná vậy thay vì tôi có vũ khí tôi quánh lòng trước lòng quánh rồi nhưng mà đây không có tôi sắm sắm hàng sắm đồ chơi thịt nhiều ông lắm thấy là ông sợ tôi nhưng mà cái đó nó chỉ là mặt về mặt quốc tế về mặt quốc nội thì sao quý vị quên một điều anh cho nó biết gì không nó là cả một kỹ nghệ mà nuôi sống giới quân sự bắc hàn lâu nay hưởng những cái bổng lộc từ những chương trình này cái thứ ba quan trọng hơn nữa nó là niềm tự hào của bắc hàn ba đời từ kim nhật thành cho tới kim chính nhật cho tới kim uh, này là kim gì kim chính anh ba đời như thế đó là ba lý do mà quý vị thấy rất khó tất nhiên chúng ta mong họ làm cái chuyện nó ngược lại nhưng mà chúng ta cũng phải thực tế thì là không cần ra điều trần cho ủy ban quân khu thượng viện ai cũng biết rồi Đấy không khó lắm không đơn giản không đơn giản thì đó là cái 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 cái, cái trả lời của tôi Thanh không thôi thì tôi nghĩ rằng là lâu lâu á trong trong cuộc sống hay là quý vị chơi chơi cờ bạc lâu lâu mình bluff một lần mình bluff có nghĩa là mình lâu mình tố một lần nữa thì mình 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 thắng nhưng mà mình tố hoài thì quý vị người ta biết bài tẩy của mình à. trong uh, vị ngày xưa Đức Trần Hưng Đạo có viết trong hệ tướng sĩ ông viết là mẹo cờ bạc không dùng trong việc quân binh à, thì thưa quý vị mẹo mà của giới địa ốc mà tăng giá bán nhà lên đó, thì lâu lâu có thể kiếm được một con mồi mình kiếm được lợi lớn nhưng mà chúng ta xài hoài thì đương nhiên phải đổi cái chiêu khác thì tôi hy vọng rằng là trong vào cái thời gian tới tại Hà Nội sẽ có những cái chiêu độc đáo hơn thưa anh à, thì cũng hy vọng như thế nhưng mà người, nhiều, nhiều chuyên gia người ta dự đoán rằng đó ngay cả cứ nhớ 70 cái vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và khoảng 1000 cái đầu đạn uh, hỏa tiễn mà xuyên lục địa chỉ cần Bắc Hàn giảm một phần thôi, một phần thôi thưa quý vị là ông Trump có thể tuyên bố chiến thắng và thành công bởi vì phải nói một điều là trước giờ chưa ai làm được cái nội mà ông gặp ông ổn ở tại singapore là ông đã ghi điểm rồi mặc dù chúng tôi chỉ là photo op thôi chụp hình đấy sau đó chưa có gì là cụ thể như ông trump nói ê mang được ba người mỹ về mang về ba chết một còn hai ông <laughs> gì ừ. <laughs> ở bên ohio hả ừ. anh gì nó đó về xong bị chết cũng em rồi, rồi thêm được mấy chục bộ hài cốt À, vâng. rồi không thử vũ khí nguyên tử không bắn không chơi đồ chơi trên lục địa nữa à, cũng đỡ khi anh nói về cái chuyện mà mang về tôi chợt biết là kỳ này liệu mà tổng thống donald trump đến hà nội có mang ông michael minh phương nguyễn về hay không <laughs> nhiều khi đây cũng là một cái ván cờ chính trị rất là độc đáo thì đúng có thể Xem SP-10 Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SP-10 Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.